Kính thưa quý vị, Trung Quốc đổ tiền mua nhiều nhà máy ở Việt Nam. Tài liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam cho hay, trị giá đầu tư của người Trung Quốc vào các lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam trong năm 2013 lên đến 2.3 tỷ Mỹ Kim. So với một năm trước đó là 345 triệu Mỹ Kim, tổng mức đầu tư của nước này vào Việt Nam năm qua tăng gấp 6 lần. Cũng theo phúc trình của Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Nam, người Trung Quốc gia tăng đầu tư trong lĩnh vực dệt, may và bất động sản. Họ cũng tung tiền đầu tư vào các khu vực khác như sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản. Theo đài RFA, không ít chuyên viên kinh tế của Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc thu tóm các công ty Việt Nam, đe dọa sự độc lập của thương trường, dẫn đến hậu quả là nhà nước Việt Nam mất luôn quyền kiểm soát nền kinh tế. Cũng theo RFI, dư luận Việt Nam từng lên tiếng báo động về việc người Trung Quốc trúng thầu, thu tóm hơn 90% công trình tầm cỡ quốc gia khắp đất nước Việt Nam, đặc biệt là ngành nhiệt điện. Họ đã mua lại cổ phần của công ty Việt Nam đang khốn đốn về tài chính, thiếu thốn hoạt động. Các chuyên viên kinh tế Việt Nam lo rằng các công ty nội địa sẽ dần dần biến thành công ty Trung Quốc một ngày không xa. Hôm ngày 14 tháng 2 năm 2014 vừa qua, quỹ đầu tư Trung Quốc Gaoling đã tung 40 triệu Mỹ Kim mua 6.2 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Vinacafé Biên Hòa.